Chào cả nhà. Thì nay là ở tại dân quê tôi có cái cuộc thi là bơi lội, mà là của không phải là của ba cái thằng đực này mà của ba cái con cái. Vậy có hai à? Ba tám nữa kìa. Hai thằng mà cứ đâu có con được. Bảy. Dạ chứ bữa nay là cuộc thi của bây giờ sao lên đây coi có thi không nè. Đâu rồi con chi đâu rồi? Bây giờ thấy ăn cái gì? Dạ. Ăn bia đúng không? Dạ. Ăn bia nhưng mà ông Tài mất mực với dân Út Tài cội ra. Cái đó không hứa à, dạ tôi lo á, dạ tôi dạ tôi lo. Người nào thua người đó chung chứ sao người ta trời ơi. Bây giờ ấy đi chị tài trợ nè. À. Mồi luôn là khô. Chơi luôn bây giờ mình cá bây giờ vậy là ba người lội không qua thì chết. Chết. Qua thì mình chung. Dạ ai bắt ai đi. Giờ bắt đi. Vợ nào không bắt đi. Giờ bắt ai được cái giờ không bắt ai. Thôi bắt mình xuống đi. Mình cũng uống rồi. Không bắt ai được. Vậy mà ai? Bắt tao vô ai không được uống à. Lẽ tao bắt người khác được vợ tao mới cài đầu tao sao. Mà sao tao đi mặc mua bia sẵn luôn rồi. Trời ơi trời ơi. Rồi sao? Bây giờ 1, 2, 3 xuống bơi đúng không? Bây giờ bia là chị tài trợ rồi đó. Mà có khô luôn. Bây giờ là có khô mực luôn nè, rồi có khô nhà làm luôn. Em đây em nói vợ em cho nó cố gắng nó lội luôn. Rồi. Vợ tèo đó rồi. Vợ tèo ơi. Lên đây hỏi ý chút nè. Bây giờ tới đâu? Tới cái lụ đó luôn. Thì tới chỗ nào mình dừng chân được, mình đứng xuống mình ừ, đó. Đây đi qua bển. Mình lại được cái hố. Mình biết giỏ kìa. Giỏ với cái phao với cái dây sẵn. Để nó đo tới đâu. Rồi bây giờ bây giờ ở đây lỡ có một bộ đồ à. Bây giờ đứa nào mặc nè. Tiền. Vậy là anh Quấn không bắt em rồi đó. Bây giờ ba đứa. Ở đây có ba với chị quay rồi nào á. Rồi nào lội á qua trước từ đó tới đây. Nói với thầy á, tới đó cái thằng. Rồi, bắt đầu đi. Không biết bơi. Con này cái có bơi không được đâu. Chết rồi. Làm thằng đi con vườn cho lỏng rồi trong cái con vườn cho lỏng. Không con đâu rồi đâu ba đứa đứng lại coi bây giờ bắt đầu chuẩn bị đúng không? Có quần luôn. Hả? Bây giờ ai? Ôi chết có quần này chặt chặt. Ô. Cái này. Chị mượn lỗi xong cái. Gãy gãy nó con. Mẹ ơi. Ơi. Con muốn tắm hay con xuống tắm với đây đi. Cái cầu vừa xong. Má chết nào. Tắm vậy coi. Quần đá banh luôn. Rồi. Quất. Bắt đầu. Sao không chị trời ơi. Ủa ai tỉnh ra sao
Đi qua cái bãi nó cứ đi ngược lại về không? Ê, ông Tèo ơi nha. Anh còn hai đứa lộn nha. Ủa mới có hai đứa hả? Còn đứa này? Ai có vợ thì coi đi theo đặng đi rước vợ nha. Bết quay ngược trái về rồi. Rồi vợ nhường thắng. Nó về tới nhà rồi nó thắng rồi kìa. Chị lỗ qua đây nè, bây giờ một cái ba lỗ chơi nè. Mà đây. Đó thấy tay nghề chưa? Lỗ 1 2 3 nè. Nó thấy tay nghề chưa? Vợ nói vậy mà nó kêu là vợ nó không biết bơi. Nó sợ. Em không biết từ đó giờ. Chết luôn rồi. Không biết đâu. Rồi vậy là vậy, vợ nhường thắng đúng không? Có kêu ông lo giết bà Tèo rồi. Nó nãy phải nó lội qua đây luôn à, tao không có mệt, tự nhiên lội từ đây hút nữa xong rồi đi ngược cái vô nữa. Ơi à, cái quầy dừa nước đó ăn được chưa? Coi luôn quầy dừa nước ơi, có dao không nhỉ? Dạ chưa? Dạ cô ơi. Nhận đi. Lên. Nó tấm tè thôi à, đi lên rửa chén giọng cái. Ờ. Chưa rồi, chết đi. Trời. Các bạn giữ quay từ đó đâu có biết đâu trời. Ở 7 năm trời mà đâu em đâu thấy lậu chị. Nè cái dao nè. Đây dẫn vậy cái à. Cái dao đó trời. Dẫn chết vậy cái này hai chị em thiệt chứ. Ăn bà thắng rồi. Bà thắng bà lên giữ chén đi. Dẫn chứ. À, sao cái kia gần đứt rồi sao không chặt cho đứt luôn, đi chặt chỗ khác nữa. Mày chặt mạnh mạnh đi, mày mệt mày lỡ lại tao. Cứa, cứa, người vậy người cứa mới đứt. Người vậy người cứa mới đứt. Cái ba thùng lận mà hai chị em mình thằng thùng rưỡi. Ôi. Rồi đi ra chỗ khác coi, chị thắng rồi. Chị mệt chưa? Chưa. 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 Chắc luôn. Ba đổi đủ mấy đứa nữa sao mà chạy về là sao? Sao rồi, tình hình sao rồi?
có ông đâu, Nhường đâu rồi? Nhường ơi, Nhường ơi, lại dắt chi về Nhường ơi, cứu tao Nhường ơi. Nó cứ sợ vợ nó không biết bơi, không ai ngờ vợ nó bơi còn hơn người ta nữa. Hồi nãy ai vợ nó đi qua tán đảo qua tới bỏ này, tự nhiên nó không mấy cái đâu, nó đi quay ngược cái về. Nhường ơi, cứu tao Nhường ơi. Chào cả nhà nha, con mới tắm à. Nhường ơi, nó le lưỡi, Nhường ơi. Chi nó le lưỡi rồi. Dạ, nhưng chi nó giữa cây giữa cột luôn rồi. Em dám đi xe xong đi xuồng mà em nếu không biết lội em đâu dám đi đâu. Hồi nhỏ em cũng tắm sông lắm, cái sông này là em lội qua bình thường, đi bình thường. Không, bây giờ mình làm lại đi. Giờ làm lại đi. Con nhảy chơi đôi một tâm. Ơi, chắc là mình nhảy tèm cây nè, nhảy xuống. Để nó chui xuống cây chứ. Cây không á. Cây không có chi. Để mai mốt ai dọn lại. Để mai mốt dọn lại rồi mới nhảy được. Lộn mèo đâu đó. Đổ đổ đâu. Vậy, lúc còn ấy vậy. Trước khi ta lộn là ta đã kéo lên tới gúng rồi. Bà nội lên đâu vậy? Chuyền lên. Đây nè, nó kêu chuyền lên. Ấy, mình chặt về mình làm đường đá ăn nha. Ừ. Rồi cái đó ngon rồi nha. Ngập luôn rồi kìa, tím thiếp luôn rồi trời. Chạy mẹ đi, chạy lâu chứ. Đứa nào bị chạy vô lại không? Chạy mẹ đi chạy. Ủa rồi trong mấy đứa mình không đứa nào bị chạy vô lại hả? Trời ơi, vậy cũng đi nữa rồi hồi sao? Cái cái xà lan gì nó làm gì đâu thì đều muốn ngập luôn trời. Trời ơi, nó ngắt đi. Kiếm mà. Có đâu. Trời ơi, nó ngập gì vậy? Đấy mà muốn.
có đưa hai quầy à? Hai quầy đưa chơi lên đi về chơi. Nhiều ăn nhiều đi. Bà đó ô ô quầy trời. Mày không ơi, mày không ơi. Ngồi xuống mày, ngồi xuống. Coi bỏ gì? Nó đã lên tới đây rồi mà còn bỏ nó gì nữa? Ủa hồi nãy đầu tiên là ai thắng ta? Chi vậy? Rồi sao mua lúc về là lúc về là tiền thắng hả? Lỗi nó ngược mà lỗi nó mạnh nhất luôn. Lỗi nó có sức khỏe lỗi lỗi nhưng mà bắt thằng xỉu luôn. Đi lên. Cái dao chặt nó coi. Cái dao chặt mới được. Cái dao với cái thớt lại. Chặt. Bi đang làm mà con cá. Con cá này 6,2 kg. À, cho cô ở cô mua cho người thân của cô bên Mỹ mua cho người thân của cô thì cái thùng 25 kg nhưng mà này ra 26 kg mấy rồi tại vì con cá chẽm định lấy 5 kg mà nó không có 5 kg, con cá chẽm này nó tới 6,2 kg lần thì với 5 kg cá đối 5 kg cá nâu 5 kg cá bo cá kèo rồi 5 kg tôm cho nên xíu nữa thì cho thùng đồ này đi cho cô. Thiên với anh kìa Bình. Thiên với anh. Cá nè, cá chẽm này hàng mới với Bi mới làm xong rồi nè. Con cá chẽm này 6 kg mấy nè. Rồi xong hàng vô bịch ép luôn. Ép bịch bịch vậy nè. Cho nó mình ép vậy đó rồi mình mới gửi lên Sài Gòn. Thì này hàng cho vô 4 bịch. Hôm nay là ngày rằm tháng 8. Tất nhiên là ngày 15 tháng 8 con có mua một cái bánh trung thu cũng không bự gì mấy, vừa thôi. Con đốt 3 cái nha. Giải 4 cây. Dạ 4 cây nó 3 chứ ha. Cây ở trên cây dưới cây cây 3 cây. Về ăn bánh uống nước trà. Quỳ lại với thành cảnh nha. Quỳ. Phù hộ cho gia đình chúng con được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Này có nhạc chưa? Ba ly trà có một cái ly nhỏ, hai ly lớn. Hai ly có quay, một ly không quay. Đó. Ai uống ly nào thì uống. Quảng cáo tới vậy luôn hả? Trung thu. Bữa nay là bắt đầu mình cúng trung thu rồi đó. Ở sao mình cúng trung thu mình cúng giờ này mới đúng chứ sao mình nhà chị Huệ với nhà của anh Chí cúng sáng rồi trời. Kỳ vậy? Cũng mới cúng rồi á. Ừ. Trung thu. Cúng tối là mới đúng. Bởi vậy. Thường thường tao bổ sung mỗi năm có dưa nghe chị. Ừ. Dưa là bổ sung nó